đây đang bắt đầu vô mùa xoàn. Bà con đang bắt đầu có bánh xoàn. Xoài này xoài cũng ca chắc. Xoài ca gì? Dạ. Xoài xoài ca, xoài này ngon. Xoài nằm mà cái lỗ bán gì không? Thấy không? Trời nè, toàn trăng. Sợ bán chứ không? Thank you.
chú. Ở trong lỗ đó chị đưa cho bạn tôi quay một cái chân không được 2 ký trở ra 1 ký. Có cách cạch cách chốt có lý là chết. Bữa này khỏi đi chợ rồi, mớ cá mày khỏi đi chợ. Làm mắm chưa? Ký vậy? Ký trăm nè. Vậy nhiêu ký? 11 ký. Làm mắm làm cái nào ăn tươi rồi em? Linh đợt này là chắc xong đồng khô hết.